Chào các bạn, hôm nay mình tiếp tục chia sẻ với các bạn về một số cái thủ thuật khi mà mình sử dụng Google Drive. Thì cụ thể ở trong cái video ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn những cái quy tắc mà bản thân mình luôn áp dụng kể cả cho tài khoản cá nhân hay là cho team của mình ở trong công ty để đảm bảo là mình sẽ không bao giờ bị mất bất kỳ một cái dữ liệu nào hết, mọi thứ sẽ luôn được sao lưu. Và ngay cả khi trong trường hợp rất xui một cái máy tính nó bị hư hay là các bạn mà đang sử dụng cái file đó gặp vấn đề, ví dụ như bạn đó bệnh, bạn đó không làm tiếp được, thì những người khác trong công ty hoàn toàn có thể tiếp nối cái công việc của bạn mà không có bị gián đoạn gì hết. Bây giờ thì mời các bạn coi video ha. Cái quy tắc đầu tiên mà bản thân mình đã áp dụng từ năm 2012 tới bây giờ, tức là khi mà mình bắt đầu sử dụng cloud để chứa những cái tài liệu quan trọng, hồi xưa là đi học, bây giờ là đi làm, đó là khi mà mình tạo bất kỳ file nào thì ngay lập tức lưu nó vào trong cái folder Drive ở trên máy tính của các bạn. Mình để ý là có rất nhiều bạn khi mà các bạn tạo file, các bạn sẽ lưu tạm ở trên desktop, sau đó các bạn mới copy nó vào trong cái folder Drive hoặc là cái folder cloud nào đó mà các bạn đang sử dụng. Cái việc này có một hạn chế cực kỳ lớn, đó là các bạn sẽ rất dễ quên di chuyển cái file đó vào. Ví dụ ha, chỉ cần trên đường các bạn đi từ công ty về nhà thôi, các bạn xui các bạn bị hư cái laptop, các bạn bị ăn trộm nó ăn cắp cái laptop, thì có phải là toàn bộ dữ liệu của các bạn mà chưa kịp đưa lên Drive nó bị mất không? Bao gồm luôn cả cái file mà nãy giờ các bạn quên không có tạo trực tiếp ở trong cái folder của Drive. Và ngay cả khi mọi chuyện bình an thì chắc gì các bạn đã nhớ để mà các bạn copy vào. Vậy thì thôi, ngay từ đầu thay vì mình đi chữa bệnh thì mình phòng bệnh luôn. Thay vì mình sợ những cái quên, những cái rủi ro đó, thì ngay lập tức lưu trực tiếp vào những cái folder cloud đang có trên máy tính. Vậy là ngay từ đầu cái file của các bạn nó đã được backup liên tục rồi. Nếu như mà các bạn có thay đổi với cái file đó, nếu như mà các bạn có update gì thì tất cả mọi thứ cũng đều được sync. Vậy thì đâu có gì phải lo. Ngoài ra khi mà các bạn làm việc nhóm thì cái thao tác này còn giúp cho các bạn thêm một thứ nữa, đó là những người khác ở trong team của các bạn vẫn có thể tiếp tục được cái công việc ngay cả khi bạn bận. Ví dụ ha, các bạn kẹt một cái việc gấp gì đó của gia đình, các bạn không xử lý tiếp được, các bạn chỉ cần alo, ê cái file đó nằm trên Drive ở đường dẫn này nè, làm tiếp nha. Rồi, vậy là xong. Hoặc là trong trường hợp ví dụ như các bạn có ốm đau bệnh tật gì đó, các bạn không làm được tiếp, thì những người khác hoặc là leader của các bạn hoặc là những người có liên quan thì người ta chỉ cần vào và người ta mở cái file đó ra tiếp tục sử dụng mà thôi. Đây là một cái thói quen mà mình rất khuyên các bạn là hãy nên tập ngay từ bây giờ để các bạn sẽ không bao giờ gặp những cái vấn đề về sau nữa ha. Ngoài ra, nếu như mà các bạn không có nhu cầu gì đặc biệt á, thì các bạn nên tận dụng cái tính năng bao gồm Google Sheet, Google Slide và Google Doc để các bạn làm những cái tài liệu của mình, làm những cái bản tính, làm những cái file thuyết trình. Thì như vậy, các bạn sẽ luôn đảm bảo được là các bạn dễ dàng thao tác và dễ dàng backup được tụi nó. Chưa kể, Google Sheet, Google Slide và Google Docs á, thì nó có cái tính năng gọi là Edit Real Time bởi nhiều người khác nhau. Đây là một trong những tính năng mà mình cực kỳ thích, bởi vì khi mà mình cùng làm việc với lại team á, thì mình thấy được từng người đang chỉnh sửa cái gì, từng người đang ép cái gì vào. Và chúng ta sẽ không có lo vấn đề là file ông này chép đè vào file ông kia thì nó bị mất đi những cái đoạn mà đúng là các bạn phải giữ lại. Ngày xưa Google Slide, Google Sheet và Google Docs thì không có edit trực tiếp trên những cái file Microsoft được, cho nên là chúng ta phải convert nó qua cái định dạng của Google. Nhưng bây giờ thì khác rồi, các bạn có thể edit trực tiếp trên những cái file Microsoft Office luôn. Cho nên là nếu các bạn có những cái file Microsoft Office hoặc là những cái file Google Docs thì các bạn cứ upload hết tất cả mọi thứ lên Drive, lưu trữ ở trên đó và cùng làm việc nhóm với nhau. Nếu mà bạn đang là sinh viên thì bạn càng phải tận dụng tính năng này. Thứ nhất là bởi vì an toàn thì mình không nói rồi ha. Thứ hai là khi mà các bạn cùng làm việc nhóm và các bạn cùng edit một cái slide thuyết trình thì các bạn có thể đảm bảo được là tất cả mọi người đều theo một cái văn phong, một cái phong cách thống nhất để cái slide cuối cùng của các bạn nó hoàn chỉnh. Hay là khi có ai đó cần vào chỉnh sửa hoặc là review lại hoặc là sắp xếp lại thì mọi thay đổi nó cũng được lưu ngay lập tức. Các bạn không có phải lưu local trên một cái file, sau đó các bạn copy qua từng máy một thì nó rất là nguy hiểm và dễ bị mất dữ liệu như lúc nãy mình nói. Thêm một cái tính năng nữa cũng rất là hay khi mà các bạn sử dụng Google Drive đó là cái tính năng tìm kiếm của Google Drive nó rất là mạnh. Khi mà các bạn muốn tìm một cái nội dung file hay là các bạn tìm theo tên file thì nó đều có thể hỗ trợ được cực kỳ tốt. Các bạn chỉ cần gõ một số ký tự và thậm chí nếu mà các bạn có bị sai một vài cái chính tả thì nó vẫn có thể search ra cái file cho các bạn, gọi là fuzzy matching á. Đây là một cái tính năng đã giúp cho mình quản lý một cái kho video cực kỳ lớn. Khi nào mình cần, mình chỉ cần lên search một vài ký tự thôi là mình có thể kiếm được cái file video mà mình đang cần thiết. Như ở trong cái tiêu đề video mình có để á, thì ngoài cái chuyện mà mình muốn chia sẻ với các bạn về những cái tips, những cái cách mà mình đối xử với file, mình cũng muốn chia sẻ thêm với các bạn về cái cách mà mình đảm bảo là mình không bị miss những cái cuộc họp hoặc là để mình book một cái cuộc họp nó dễ dàng hơn. Thì bởi vì công ty mình đang sử dụng cái bộ Google Workspace á, thì nó bao gồm luôn cả Google Calendar và Google Meet rồi. Cho nên khi mà mình cần hẹn với ai đó ở trong công ty thì mình có thể dễ dàng mở cái ứng dụng Calendar ra. Và khi mà các bạn tạo một cái sự kiện mới, các bạn cứ add cái người đó vào. Và trong lúc này các bạn có được một cái giao diện để các bạn xem cái lịch của người đó có đang trống hay không, trống đúng cái thời điểm mà các bạn muốn book lịch người ta hay không, hay là người ta đang có một cái cuộc họp khác. Nhờ vào cái tính năng này
và các bạn dễ dàng lên được kế hoạch cho cuộc họp. Một hai người thì dễ lắm, các bạn nói chuyện với nhau các bạn cũng tìm được cái ngày rảnh. Nhưng nếu mà các bạn có một cái cuộc họp với nhiều người hơn, ví dụ 10 người, 20 người chẳng hạn, thì nhờ cái tính năng rất là hay của Google Calendar mà các bạn có thể tìm nhanh và biết được mình nên chọn cái slot giờ họp nào cho nó hợp lý với tất cả mọi người. Rồi, thêm một cái mẹo cũng hay nữa, đó là khi mà các bạn tạo sự kiện lịch đó, thì các bạn nên trực tiếp tạo từ cái website của Google Calendar. Thực ra ở trên máy tính của mình nè, hay là trên điện thoại nè, trên iPhone, iPad nè, mình có những cái ứng dụng lịch khác, ứng dụng lịch của Apple chẳng hạn. Tuy nhiên, cái dở của những cái ứng dụng này đó là khi mà mình tạo một cái sự kiện trong cái Google Calendar thì nó sẽ không tự động add cho mình một cái link cuộc họp Google Meet. Trong khi nếu mà các bạn tạo từ website của Google Calendar thì cái link Google Meet cho cuộc họp nó được tạo sẵn luôn. Tới giờ, tới ngày, tất cả mọi người cùng vào cái link đó là xong. Các bạn không cần phải đi tạo một cái link thủ công rồi các bạn add vào nữa. Nó sẽ giúp cho các bạn tiết kiệm được thời gian rất nhiều trong cái việc tạo một cái cuộc họp với nhiều người ha. Ngoài ra mình cũng đã hình thành được một cái thói quen trong khoảng 6 năm nay, đó là khi mà mình hẹn bất kỳ thứ gì, dù là chỉ nói chuyện hai người hay là đi cà phê hay thậm chí đi ăn với bạn bè, mình cũng tạo thành những cái sự kiện ở trong Google Calendar. Như vậy thì mình sẽ không có bị quên, mình không có bị sót và mình cũng không có bị vụ ê chết rồi, hôm nay tao có hẹn với mày nhưng mà tao chợt nhớ ra tao có một cái lịch khác, kiểu như vậy, thì nó sẽ hạn chế thấp nhất được những cái tình trạng đó. Thỉnh thoảng vẫn bị các bạn, thỉnh thoảng vẫn bị, hay thậm chí là mình quên invite, nhưng mà mình cố gắng để mà chuyện đó ít diễn ra ít nhất có thể. Thì đó là những cái mình muốn chia sẻ với các bạn ở trong cái video này. Trước khi kết thúc video á, thì mình muốn làm rõ thêm chút xíu nữa về cái phần Google Workspace. Thì đây là một cái gói mà Google họ cung cấp cho doanh nghiệp ha, trong đó có Google Drive, có Google Meet, Google Calendar và đặc biệt là có luôn email nha, là cái Gmail đó, mà các bạn có thể tùy biến theo từng cái domain của doanh nghiệp, cái đó là đương nhiên rồi. Và một số cái công cụ hỗ trợ khác để các bạn có thể vận hành một cái công ty nó hiệu quả, nó đơn giản hơn và rất là dễ setup. Không cần các bạn phải có một cái server hay là không cần phải có một cái đội IT riêng chỉ để setup cho những cái công cụ như thế này. Ở trong những cái video trước á, mình đã từng chia sẻ với các bạn cách mà mình đang dùng một cái Google Drive với dung lượng lên tới 10TB. Thì mình làm rõ thêm xíu ha. Đó là bởi vì mình mua một cái gói á, là Google Workspace Business Standard. Và cứ một user ở trong cái gói của mình thì mình được 2TB dung lượng. Với cái gói này, dung lượng mà mình sẽ được cấp là 2TB cho mỗi user. Vậy thì như vậy mình có tổng cộng là 10TB cho cả công ty. Nhưng mà lưu ý nha, cái 10TB này là một cái pool, tức là một cái chỗ chung, và cả công ty sẽ sử dụng cùng 10TB. Tại vì có những người á, người ta chỉ lưu những cái file rất nhỏ thôi, ví dụ như team tài chính kế toán lưu những file rất nhỏ, nhưng mà team media của mình lưu toàn những cái file to, thì lúc đó có thể bù trừ qua lại lẫn nhau. Ngoài ra ở trong cái giao diện admin á, thì các bạn cũng có thể setup là từng team hay là từng người sẽ có những cái giới hạn như thế nào thì các bạn đều có thể setup được. Trong trường hợp các bạn cần cái mức dung lượng lưu trữ cao hơn thì Google Workspace cũng có một cái gói luôn, đó là gói Google Workspace Enterprise. Gói này thì nó không có một cái giá cụ thể, các bạn cần phải liên hệ với Google hoặc là các đại lý chính thức của Google tại Việt Nam để biết được coi cái mức giá nó như thế nào, họ sẽ tư vấn cho các bạn tùy theo nhu cầu ha. Lúc đó các bạn có thể nới một cái mức dung lượng cực kỳ to phù hợp với lại business của mình. Cái gói Google Enterprise này á, thì các bạn có thể mua trực tiếp từ Google cũng được, hoặc là các bạn mua qua những cái đại lý của Google tại Việt Nam. Như mình thì mua qua Mắt Bảo. Mình cũng đang sử dụng cái gói Google Workspace Business Standard này cũng được vài tháng rồi, nó tiết kiệm được chi phí hơn so với việc mình mua trực tiếp từ Google. Và quan trọng là khi mà mình mua qua Mắt Bảo thì mình còn được xuất hóa đơn đỏ để mà mình ghi nhận vào trong chi phí. Nếu mà các bạn mua trực tiếp từ Google thì các bạn không có được xuất hóa đơn đỏ đâu nha, các bạn nhớ lưu ý phần này. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.